Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn kiểm tra tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An về việc thực hiện chỉ thị số 173 của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, kết quả số 3088 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Bộ đội Biên phòng. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các cơ quan đơn vị gồm cơ quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đoàn biên phòng cửa khẩu cảng bến lức và đoàn biên phòng mỹ Thành tây qua kiểm tra cho thấy cấp quỹ chỉ huy các cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị quản lý tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng lối sống trong sạch lành mạnh cho quân nhân giữ vững đoàn kết nội bộ đoàn kết quân nhân chủ động khắc phục khó khăn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cấp quỹ chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới Duy trì thực hiện quy chế, quy định, quy trình về công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh và nắm tình hình. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, triển khai công tác huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính cho bộ đội. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương yêu cầu thời gian tới cấp quỹ, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành kỷ luật pháp luật và đảm bảo an toàn trong thời gian qua mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ở khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.